Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi loại 12 game. Các bạn của mình khám phá game đầu tiên nha. Chúng quét Roro 2, let's go. Ok, let's go. Ok, đôi dép. Wow, đúng là một cái mặt lạ luôn. Zoom to cái gì đấy lên. Wow. Một anh chàng Macaron. Let's go. Không biết là câu được con gì đây. Wow, một con bạch tuộc. Yeah, bạch tuộc thoải mái. Ok, let's go. Rồi, và mình sẽ sang từ game thứ hai, Granny Chapter 2. Let's go. Developer. Let's go. One day. Ok, và mình sẽ lên trên tầng này. Đây không có gì. Không biết ông già cái đằng đâu. Ok, mình sẽ dùng cái này để cho nước rút xuống. Tháo cái này ra. Ok, let's go. Ông ta nuôi cả một con bạch tuộc rất là hung dữ, cho nên bắt buộc phải tháo nước ra. Oh my god. Trốn trong đây thôi. Wow, 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 let's go. Bây giờ các bạn phải ở đây một lúc, sau đó thì bà ta mới đi, thì lúc đó các bạn mới ra ngoài được. Let's go. Let's go.
man you are. Oh my gosh. Ủa, tao rốt luôn trong này. Thôi không sao. Và tao bắt đầu ra rồi. Ông tới đây. Ok, let's go. Có một bức ảnh nữa, mình xuống bước vào trong này. Đâu rồi? Có lẽ mình thấy nhấp nháy ở đây mà. Ok, đây rồi. À, đây là khẩu súng shotgun. Cũng cất luôn lên trên. Let's go. Ở đây, bức ảnh đó đây. Ok, let's go. Không có cái gì ở đây. Tiếp tục mình sẽ xuống dưới. Ở dưới nó có một cái hòm. Tận dưới tầng hầm. Let's go. Một khẩu súng điện. I see you. Rồi, xuống dưới đây lấy bức ảnh đó. Let's go. Thank you.
Ok, cửa này đã mở ra. Rồi, let's go. Còn một món đồ nữa thôi. Ok, let's go. Wow, đi luôn. Nhảy từ trên này xuống đi luôn đúng không ạ? Wow, wow, wow. Hay là mới ngất thôi. Ồ, mới ngất thôi. Nhưng mà khập khiễng rồi. Giờ mình còn phải tìm một món đồ nữa cơ. Let's go, let's go. Đây không có gì. Wow, oh my gosh, không thể chạy kịp được. So ok, và mình sẽ sang cái thứ 3, Slender Right String. Let's go. Thì hôm nay thì các bạn phải đi xung quanh và tìm những cái bức hình mà bị gắn ở trong map này. Và đặc biệt ở cái là khi các bạn gặp Slender, các bạn phải đi quay thì thật nhanh, nếu không thì sẽ bị ông ta bắt mất. Khi ông ta mọc đủ chân ra đằng sau, đó là những cánh tay, thì các bạn sẽ bị ông ta bắt và các bạn lại phải chơi lại từ đầu. Ok, và mình sẽ tìm từng bức hình trong cái map bản đồ này. Let's go. Chỗ này không có gì. Tiếp tục đi ra ngoài xem. Vào trong ngôi nhà này xem. Biết đâu lại có sao. Wow, không có. Oh my gosh. Ok. Đi bên này xem thế nào. Chỗ này thì không đi được rồi. Đây rồi, gần đây có một bức hình. Chờ mình nghĩ ở chỗ này. Ok. Bức hình đầu tiên. Wow, tiếng chân của Slender. Ta chắc đang ở gần đây rồi. Bức hình thứ hai. Đó, các bạn cứ đi xung quanh cái map và đồ như này. Và các bạn tìm 7 bức hình. Khi đủ 7 bức hình các bạn sẽ hoàn thành game và thoát khỏi map này, thoát khỏi ông Slender. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 4. Let's go. Trong game này thì các bạn phải đi thu thập 20 túi tiền và thu thập những chữ số, rồi thu thập một cái map bản đồ hoàn chỉnh. Sau đó thì các bạn sẽ có một chiếc chìa khóa và các bạn sẽ thoát khỏi ngôi nhà này. Đây là một ngôi nhà có một con ma. Được cái là nó không vào bên trong nhà được, nó chỉ có đi ngoài hành lang thôi. Cho nên các bạn cũng không sợ bị nó bắt và nó cũng không khó như các tựa game ma khác. Ok, let's go. Đó.
khi nó gần các bạn thì nó sẽ có tiếng kêu như vậy và ngôi nhà nó sẽ rung chuyển. Chắc nó xuống tầng 1 à? Let's go baby. Nó đang ở trên tầng 2 rồi. Mình sẽ xuống tầng hầm xem. Xuống tầng hầm. Không biết là chỗ nào tầng hầm đây. Nó không thể vào được bên trong. Ok. Wow, lại trồn vào trong. Lên tầng rồi. Đó rất đơn giản thôi. Khi nó sẽ xuống dưới thì các bạn sẽ tìm cách để chạy lên trên. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Siren here, let's go. Wow. Một xác người bị chết. Mình giữ chung bức hình này. Ok. Wow, đã cho được mô hình của nó rồi. Rồi mình sẽ chuẩn đi làm nào đây. Rất là kinh khủng luôn. Một ngôi nhà. Mình sẽ vào trong ngôi nhà này xem thế nào. Wow 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 wow. Trong này không biết có gì không. Không có gì. Ngôi nhà này chắc nó đi qua và nó quẹt nát luôn. Wow, wow, rất là kinh khủng.
không biết nó làm gì, nó cứ đứng đây và nó thổi gió. Đó là một con gọi là rất là kinh khủng, mình sẽ đến gần chụp ảnh nó. Ok. Wow, đã có một bức ảnh hoàn chỉnh rồi. Oh my god. Vì nó bèn nó phát triển luôn. Ok, và mình sẽ sang tới game tiếp theo. Horror Hospital 2. Let's go. Bật lên. Let's go. Wow. Vừa quay đi cái là bị một con ma nó ám luôn. Mình sẽ chạy vào trong này. Đây là một chiếc chìa khóa, và chiếc chìa khóa này để các bạn mở vào trong lâu đài. Vào trong cái lâu đài. Sau đó thì các bạn sẽ giải mã nó và giải mã cho cô chủ kia. Rồi, mình sẽ vào trong. Let's go. Một cánh cửa này mở ra, mình sẽ vào đây xem có gì không. Wow, một con quỷ. Ok. What? Let's go. Wow. Cứ toàn quay lại nó cắn mình. So ok, đây là một chiếc chìa khóa. Theo mình nghĩ là chìa khóa sang một căn phòng khác. Ở đây ra xem có gì không. Ok, let's go. Xuống tầng hầm. Đây mới là tầng hầm hay là tầng 1 đây. Cô gái đang khóc nè. Ok. Let's go. Ok, mình đã giải mã thành công. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ đưa cho cô bé này bức thư. Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game ma. Slenderia The School. Đây là một bóng ma trong trường học. Ok, let's go. Ở đây có gì không? Không có gì. Một món đồ đầu tiên. Đặt con thú bông này lên nào. Let's go. Có gì ở đây? Bắt đầu mình sẽ sang phòng tiếp theo. Ồ, nó xuất hiện rồi. Oh my gosh. Không có gì ở đây. Let's go. Wow. Ở đây không có gì. Đây rồi, một món. Tất cả là các bạn phải thu thập 8 món đồ này thì các bạn mới thoát ra khỏi ngôi trường này, thoát ra khỏi ngôi trường mà có bà ma này. Rất là kinh khủng luôn. Ok, món thứ ba. Đây không có gì. Tiếp tục đi xung quanh đây. Oh my gosh. Con gấu này cầm trên tay cũng không vứt đi được. Wow. Rồi ok, mình sẽ lên trên tầng 2. Let's go.
Đây là nhà vệ sinh, không có gì. Wow, một chiếc chìa khóa. Rất nhiều chiếc chìa khóa luôn. Đây là chỗ chắc là mình nghĩ là chỗ bàn ăn rồi. Đây là khu ăn, khu ăn uống của học sinh. Wow. Đó, các bạn cứ đi xung quanh ngôi trường này, sau đó các bạn tìm cho mình 8 món đồ này là các bạn sẽ thoát được khỏi ngôi trường ma quá này. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo, cũng là một tựa game ma. Let's go. Start game. Oh my god, nhanh thế nhở. Mình không để ý đến chỗ này luôn. Ok, lại thôi. Oh my gosh. Rồi ok, và mình sẽ sang game tiếp theo. Grandma and Granny của hãng Wingame. Hai ông bà già và một con chó. Ok. Start game. Classic Chapter 1. Okay. Let's go. Okay, đã có chiếc chìa khóa vào đây, là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa này. Rồi, mình sẽ vào căn phòng đầu tiên. Sẽ có gì không? Let's go. Lấy hết những món đồ cần thiết. Đây là cái gì đây? Không có gì. Tiếp tục lấy tiếp. Ok, let's go. Bỏ bà ta lên đây rồi. Bây giờ mình sẽ lừa bà ta. Yeah. Let's go. Rồi, xuống đây xem. Mong sao không có ai đây. Một chiếc búa. Ok. Trong này có gì không? Wow. Oh my gosh.
trong đó theo mình nghĩ còn một món đồ hay còn một cái gì đó cơ nữa. Wow wow. Ok, và mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Let's go. Uzi game. Wow. Sitting here. Scary. First story. Let's go. Skip. Nhảy ra. Đâu rồi đây? Ok. Let's go. Chỉ được như một lần thôi. Wow. Và đây là ngọn đuốc à? Ở đây đèn pin. Mình sẽ tìm được ra con quái vật này. Oh my god, chỗ này không đi được. Ok. Đấy, một ngôi nhà. Không có gì ở đây. Ồ. Oh. Đây là một căn nhà. Ok, let's go. Đây rồi. Ok, đã hoàn thành cái game. Đến phần pháp rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Granny Chapter 1 Develops. Let's go. One day. Okay. Một chiếc kim. Ok, hai món đồ. Mình dùng chiếc kim này cắt một sợi dây đã. Sau đó thì mình sẽ tính sau. Mã code. Chạy đó. What?
Let's go. Bắn súng nữa. Xem trong này bạn ta có giấu cái gì không. Một thanh nhôm. Ok. Oh my gosh. Wow, con điện này không biết ở chỗ nào nhỉ. Mình nhìn mãi không ra. Wow, nhìn kinh quá. Ok, và mình sẽ sang cái tiếp theo. Giật mình với con điện đấy. Let's go. Mr. Granny. Ok, let's go. Oh my gosh, bị đẩy rồi. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.